Đây bộ cào làm xong một bộ rồi ha. Đó, cào thì làm rất là chắc luôn. Đó, cào lưới xanh, lưới này thì chạy tiệp với mà nước biển chạy rất là bắt lồn, lưới này thì chạy nhẹ chạy lắm. Đó, các anh em kia quay xem ha. Đây. Miệng bự ra, ở sau này là làm vé tới 1,5 m là cào này nhẹ chạy á, làm nó hơi lớn chút. Ở trước thì mình làm 8 tấc, chứ 8 tấc sau 1,5 m á. Cào này chạy thì bắt bao con cá bự thì hết sảy luôn rồi. Lưới cộng thì cũng rất là to luôn. Đây, cộng lưới đây các bạn. Rút thì hay rút ha. Đó, cộng lưới này lưới găng mà to gì thì chạy là chắc dữ lắm luôn. Lưới này thì nhẹ chạy. Đó, cũng có dây xương đồ đầy đủ hết. Dây xương, dây lăng đồ kia đầy đủ hết ha. Sau này cũng có 2 mét lưới xanh đây. Đó, lưới xanh này thì cào bự cộng to luôn. Đó, lưới xanh, lưới này thì chạy cá bự. Kia thì quá êm mày. Cộng cũng rất là to ha. Cộng này là vừa lưới lưới găng mà. Cộng cỡ này lưới này 2 phân nha. Cái này chạy để thôi. Với mũ cào này thì làm mình chạy nó nhẹ chạy nữa, vì cái này nó thưa nè. Cái này liền xuống rồi chạy thôi, rượt qua con cá to to đấy thì hết sảy luôn. Cái này thì cũng 2 mét đây. Cào làm rất là chắc chắn các bạn. Đó, vì nó dài quá tới 11,5 lần không có căng ra được ha, căng ra được cho mấy em. Thấy cào thì nó chất lượng lắm. Cái viền thì cũng như vậy đây, cũng như cái kia ha. Nhưng mà có một cái vé, vé đằng sau 2 mét này cộng nó hơi to hơn, nó hơi thưa hơn, bị cá lớn mà. Dây xương thì nước nói chung cào này làm rất là chắc chắn các bạn. Anh em nhìn bên cào bên mình làm thì cũng biết rồi. Đây. Đó. Dây xương dây đồ nước chạy cá to mà phải làm nó chắc chắn mấy anh em chạy nó mới bền được, quá đẹp luôn. Cái này mà liệng xuống mà gượt ba con cá bự thôi không còn gì bằng luôn các bạn, quá đẹp luôn mấy anh em ơi. Cộng này không không có mành ha, nếu mà mành quá thì nó dở lắm. Cộng này là mấy anh em quánh được đây. Đó. 2 phân lưới này liệng xuống chạy là hết sảy rồi. Lưới găng mà cộng như vậy là chắc dữ lắm rồi. Rút thì chỉ tới 2 rút lận, mắt rút này nó siết tới 2 cái ha, nó mới rút nó chắc á. Ảnh cứ làm không có đục đây. Này 11,5 m ha, sào 12 m. Ở đằng sau đây thì mấy cái đường biên thì có dây xương hết. Đó, anh dặn không làm đục ha, không làm tới đây, nữa về thì ảnh đấu cái đục vô đây. Đó, anh luồn con dây nên anh đấu cái đục vô đây thôi. Lưới này thì quá êm rồi, nó tẹp chứ cái mà nước biển chạy cá nó ít cái bị nhét á. Cộng to nè, thấy không? Cộng to nha, chứ không phải cộng nhỏ ha. Cái này là loại to nhất rồi. Cộng gì là ok rồi các bạn, quá êm luôn. Cái này mà đưa xuống mà gượt qua con cá bự thôi, không còn gì mà để bàn nữa. Nhưng mà cái này thiết kế hơi lớn ha. Sau thì 1,5 m, trước thì tới 8 tấc lận. Vì cào này nó nhẹ chạy lắm, thành ra làm cho nó bự á. Thằng mấy anh em chạy không có sợ mà nó bị nặng hay là bị dội gì hết. Này liền xuống chạy cái này như chạy không thôi. Quá đẹp luôn. Rồi bây giờ thì mình cũng quay cho mấy anh em xem tí vậy thôi ha. Bây giờ mình sẽ ship vô mình ghi tên đầu kia ha. Vì chiều nay thì xong một đôi nữa là cả tổng cộng là 2 đôi ha. Mình sẽ gửi cho ảnh. Đó, chiều thì ảnh sẽ chiều hoặc là sáng mai gì đó ảnh sẽ thanh toán cho mình, rồi mình sẽ gửi lên xe, ghi số điện thoại được kêu, giờ mình sẽ ship bỏ vô bao ha. Quá chất lượng luôn anh em ơi, cào lưới thưa mà làm như vậy là phải nói là không còn gì để bằng nữa. Rồi nếu thấy hay đừng quên cho một đăng ký, một like ha. Hẹn gặp lại mấy anh em ở clip sau ha. Rồi mến chào ha.